Đức Giêsu dạy chúng ta thương xót. Không thể chối cãi tin mừng là dung mạo của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất đỗi khoan dung trong Đức Giêsu. Và Thiên Chúa của lòng thương xót mà cựu ước loan báo trình bày dưới nhiều hình thức, đã thân sinh đến trong thế giới loài người, làm người như mọi người để hiện diện cụ thể, sống động bằng xương bằng thịt và thiết thực nhãn tiền thương xót con người. Thực vậy, ngay từ buổi sáng truyền tin, khi ngôi lời vừa nhập thể trong cung lòng, Trinh nữ Maria mẹ Đức Giêsu đã phấn khởi ngợi khen lòng thương xót Chúa trải từ đời nọ đến đời kia. Và lòng thương xót ấy tiếp tục được thể hiện từng giây từng phút qua từng lời nói, việc làm, từng sự kiện biến cố suốt cuộc đời dương thế của Đức Giêsu. Là dung mạo đích thực của Chúa Cha giàu lòng thương xót, Đức Giêsu không chỉ làm chứng Thiên Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót, mà còn huấn luyện đào tạo tất cả những ai muốn đi theo Ngài trở thành những con người giàu lòng thương xót như Chúa Cha, sống chết vì lòng thương xót như Chúa Con, và tận tụy xây dựng một thế giới mới của lòng thương xót với ơn của Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu đã dạy các môn đệ của Ngài lòng thương xót khi nhắc bảo các ông đừng nóng giận vì người Samari đã không đón tiếp thầy trò. Đặc biệt Phêrô đừng nông nổi oán thù khi ông rút gươm chém tai người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm trong vườn cây dầu. Bằng nhiều dụ ngôn như người đàn bà đánh mất đồng xu, người chăn chiên để lạc đàn một con chiên nhỏ, đứa con hoang đàng, rồi những lệnh truyền nhắn nhủ phải tha thứ không xét đoán, yêu thương cả kẻ thù, và vô số những cuộc gặp gỡ người tội lỗi yếu đuối và phép lạ làm cho nhiều người, Đức Giêsu đã đổi mới trái tim chai đá cứng cỏi của các môn đệ thành những trái tim bằng thịt hay chạnh lòng và biết xót thương. Đặc biệt có lần môn đệ Gioan thưa với Đức Giêsu: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta." Gioan nói điều này hàm ý xin Đức Giêsu ngăn cấm những người này, vì các ông môn đệ của Ngài đã không ngăn cấm nổi họ. Bởi theo các ông, những người không thuộc nhóm môn đệ thì không có quyền nhân danh Đức Giêsu mà làm phép lạ, vì như thế là mạo nhận danh nghĩa, vi phạm quyền lợi chung của cả nhóm. Hơn nữa, các ông lo xa những người này sẽ lạm dụng danh thầy mình để làm những chuyện sằng bậy khác, mất uy tín ảnh hưởng của thầy và nhóm môn đệ. Nhưng thật bất ngờ, Gioan vừa buông lời thì Đức Giêsu nói với ông: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống đối chúng ta là ủng hộ chúng ta." Nói với các ông điều này, Đức Giêsu đã dạy các ông loại bỏ một chướng ngại rất lớn, một kẻ thù nguy hiểm của lòng thương xót, khi dạy các ông phải có ý ngay lành, nghĩa là tiên thiên hãy nghĩ tốt và cắt nghĩa tích cực lời nói và việc làm của người khác, chứ đừng lập tức và tự động nghi ngờ, chụp mũ thiên hạ, kết tội tha nhân, cho dù đã có dấu hiệu họ có thể làm điều xấu chống lại chúng ta. Thực vậy, trong đời sống, nguyên nhân gây nên tất cả những đổ vỡ bất hạnh chính là lòng ganh ghét. Do ganh ghét, chúng ta luôn mang ý nghĩ tiêu cực về người khác, nên dễ dàng tự cho phép chú giải cắt nghĩa lời nói của người khác bằng đặt ra những nghi vấn cốt làm sai sự thật và gieo ngờ vực, đồng thời bình luận đánh giá việc làm của người khác theo chiều hướng bất lợi cho họ. Cũng do lòng ganh ghét, chúng ta bị cám dỗ hăng say bới móc những yếu kém và làm nổi bật những khuyết điểm, đồng thời ra sức làm cho bầu khí xấu đi và tình huống nên nặng nề, nghiêm trọng khi nói về người khác. Và tuyệt nhiên rất hà tiện những nhận định khách quan, những quả quyết tích cực
những can thiệp cần thiết và xứng hợp để làm giảm nhẹ mức độ căng thẳng trầm trọng, nhiêu khê phức tạp khi bàn về chuyện của người chung quanh. Báo cáo của các môn đệ về những người nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỷ, dù họ không là thành phần của nhóm môn đệ, cứ sự thường với lý đoán chật hẹp và ngờ vực thường thấy ở chúng ta, sẽ đưa đến những nhận định và phê phán rất tiêu cực, kể cả khích bác ẩu đả. Ấy thế mà Đức Giêsu lại không chỉ trích, lên án những người này, nhưng lại đẩy cái lý nghiêng hẳn về phía họ khi an ủi các môn đệ của mình. Họ không chống chúng ta, là ủng hộ chúng ta rồi. Nghe như thế, chắc chắn nhiều môn đệ lại một phen bất ngờ hụt hẫng, vì các ông tưởng thầy sẽ nổi sùng kiếm chuyện với đám người lấy danh nghĩa thầy làm phép lạ, không thuộc nhóm môn đồ của thầy đã đành, mà cũng chẳng ngỏ lời xin phép thầy cậy đến danh thầy để trừ tà đuổi quỷ. Thực vậy, điều Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ ngày xưa cũng là điều Ngài muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Đó là hãy nghĩ tốt cho người, hãy tìm kiếm những tích cực khi nhận định về người. Đừng để lòng ganh ghét trở thành mây mù che mắt và đố kỵ hận thù làm chai đá con tim. Nhưng hãy đơn sơ hiền lành nhân hậu nhìn người khác bằng đôi mắt đầy lòng thương xót của Đức Giêsu đã nhìn người đàn bà ngoại tình, nhìn Phêrô phản bội, nhìn người tử tội cùng bị đóng đinh với mình. Bởi chính cái nhìn tích cực phát xuất từ ý ngay lành của trái tim đầy lòng thương xót mới thực sự chữa lành, xây dựng nổi mới. Tiếp đến, Đức Giêsu dạy các môn đệ đón nhận lòng thương xót và trao ban lòng thương xót qua dụ ngôn người đầy tớ mắc nợ không có lòng thương xót, được ghi lại rất chi tiết trong tin mừng Matthew. Một tên đầy tớ mắc nợ tôn chủ 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con và tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ sấp mình xuống bái lạy: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống mà năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống giam anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc như vậy, các bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Qua dụ ngôn trên, Thiên Chúa muốn dạy chúng ta xác tín Thiên Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót, luôn chạnh lòng trước khổ đau khốn quấn tội lỗi của con người mà Ngài thương vô cùng và đến cùng. Lòng thương xót ấy vô điều kiện như ông chủ, chỉ vì chạnh lòng thương đã tha hết nợ cho tên đầy tớ mắc nợ mà không đòi điều kiện nào ngoài đòi hỏi thương xót anh em mình như đã được ông chủ thương xót. Điều này hoàn toàn hợp lý, và đây chính là ý nghĩa đích thực của thuộc tính công minh nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa công minh khi đòi chúng ta đáp lại lòng thương xót của Ngài bằng thương xót anh em. Ngoài ra Ngài không đòi gì khác. Ngài không nại vào lề luật nào, quy tắc nào hay khế ước nào ngoài luật của tình yêu, nguyên tắc của lòng thương xót, khế ước của tình yêu cứu độ để thực hiện sự công minh của Ngài. Sự công minh của Thiên Chúa không được đo đạc, cân đong bởi thước đo hay quả cân lề luật, vì chính Ngài đã bất chấp luật Mô-xê. Sự công minh ấy càng không chịu áp lực chế tài hay ảnh hưởng của bất cứ hệ thống cơ chế nào ngoài giới luật mới yêu thương do chính Ngài thiết lập. Giới luật ấy lấy chính Ngài, Thiên Chúa của lòng thương xót làm gốc, làm nền tảng, làm thước đo, làm tiêu chuẩn thượng phạt. Và đó là câu trả lời cho những người công chính thiếu lòng thương xót, luôn miệng khiếu nại Thiên Chúa quá nhân từ với người này người nọ,
và đòi Thiên Chúa phải dựa vào khoản luật này, căn cứ vào nguyên tắc kia để trừng phạt người anh em của họ như lòng họ ganh ghét. Thái độ tị nạnh của người anh cả trong dụ ngôn đứa con hoang đàng của Tin Mừng Luca, hay sự bực dọc của các môn đệ khi xin thầy lấy lửa từ trời xuống thiêu rụi cả làng của người Samari, đã nói lên sự công bằng nằm ngoài lòng thương xót của con người, và tất nhiên không phải sự công minh được bao phủ bởi lòng xót thương của Thiên Chúa. Dụ ngôn người đầy tớ không có lòng thương xót trong Tin Mừng Matthew không những cho chúng ta nhận ra ơn thương xót là ơn nhưng không, vô điều kiện, xuất phát từ chính bản tính của Thiên Chúa là tình yêu thương xót. Nên khi ban cho chúng ta lòng thương xót, Thiên Chúa không đòi chúng ta trả lại cho Ngài bất cứ sự gì ngoài lòng thương xót, khi chỉ đòi ta thương xót những anh em đang cần được xót thương. Nhưng để chúng ta dễ nhận ra tầm quan trọng và giá trị của lòng thương xót, Thiên Chúa cũng để chúng ta lâm vào tình trạng phải cần đến lòng thương xót của Ngài và của anh em khi ta bị đau khổ nghiền nát, thử thách bùa vây, yếu đuối tội lụy tung hoành. Chúng ta cũng như người đầy tớ trong dụ ngôn, hơn ai hết, anh biết lòng thương xót của ông chủ cần thiết với anh như thế nào khi thời hạn phải thanh toán nợ nần đã mãn và nguy cơ bị bắt ở tù là không thể tránh khỏi. Chưa kể anh sẽ mất vợ, mất con, mất hết mọi sự. Thái độ khẩn khoản tha thiết nài nỉ van xin tha nợ của anh trước ông chủ đã nói lên nỗi lo sợ ngút ngàn của anh, nhưng đồng thời cũng bộc lộ niềm hy vọng làm chạnh lòng thương xót của ông chủ. Và may mắn cho anh, ông chủ đã rộng lượng tha cho anh hết món nợ khổng lồ. Anh mừng lắm vì vừa được tha nợ, vừa được tha bổng và không phải chịu bất cứ hình phạt đền bù nào. Thật không ai đã trúng quả khủng như anh. Trước mắt mọi người biết chuyện, và nhất là đối với ông chủ, thì anh phải là người hiểu rõ tình cảnh bi đát và tâm trạng thê lương sầu thảm của kẻ mắc nợ mà không có gì trả ở thời điểm chủ nợ cho người đến xiết nợ hoặc nhờ chính quyền hay xã hội đen can thiệp. Anh phải là người biết nỗi ô nhục và mức độ hãi hùng của người mắc nợ khi phải trốn chui trốn nhủi trước những lùng bắt, những truy lùng gay gắt của chủ nợ. Anh phải là người biết thông cảm hơn ai hết những người cùng cảnh ngộ mắc nợ, chạy nợ, khất nợ, trốn nợ như anh. Anh còn là người cảm được niềm vui vô cùng lớn lao khi được tha hết nợ, hạnh phúc không bút nào tả xiết khi được trở lại vị thế người được xót thương, tha hết nợ. Vâng, ai cũng nghĩ như thế, nhất là ông chủ giàu lòng thương xót đã tha nợ cho anh. Khi tha hết nợ cho anh, ông chủ đã chẳng đòi anh đền đáp, cũng không yêu cầu anh làm một việc gì để bù đắp thiệt hại anh đã gây ra cho ông vì nợ quá lâu mà không trả được. Nhưng tận thâm tâm, ông lưu giữ hình ảnh một đầy tớ rất đáng thương vì mắc nợ và rất hạnh phúc vì được tha nợ, đồng thời hình dung một con người sẽ thương xót như ông thương xót và sẵn sàng tha nợ cho ai đó chẳng may mắc nợ anh trong cuộc đời. Vì thế ông chủ cảm thấy mình đã làm một việc rất có ý nghĩa, và ông vui với ý nghĩ, với những hình ảnh về người đầy tớ vừa được ông tha nợ. Nhưng rất tiếc, người đầy tớ vừa được tha 10.000 yến vàng là số nợ khổng lồ đã làm ngược những gì ông chủ và mọi người nghĩ về anh khi anh túm lấy và bóp cổ người anh em mắc nợ anh chỉ 100 quan tiền, món nợ nhỏ tí ti so với 10.000 yến vàng anh vừa được ông chủ tha cho trọn vẹn, không đòi lại dù một xu. Hậu quả tai hại mà chính anh không ngờ là anh mất hết, nghĩa là bị hành hình cho đến khi trả hết món nợ kếch dù 10.000 yến vàng. Trong cuộc sống, Thiên Chúa cũng dạy ta lòng thương xót khi để ta rơi vào tình trạng yếu đuối tội lỗi, túng cực nợ nần của người đầy tớ này. Cũng như anh, ta được tha nợ vì được Chúa thương xót thứ tha. Và cũng như anh, ta sẽ vô phúc trở lại tình trạng mắc nợ và còn tệ hơn nữa khi bị tống giam và hành hình nếu ta không có lòng thương xót như anh. Ở đây, ta thấy có một chi tiết thú vị. Đó là người đầy tớ được tha nợ. Nếu anh biết thương xót người anh em chỉ mắc nợ mình món tiền còn con, thì anh sẽ giàu lắm. Vì với 10.000 yến vàng không phải trả, anh sẽ ung dung làm giàu và có nhiều cơ hội phất lên nhanh chóng.
Nhưng rất tiếc, anh đã dại khờ để mất hết, mà lại còn phải ngồi tù bóc lịch và bị hành hình đớn đau chỉ vì quên bổn phận thương xót là đòi hỏi rất quyết liệt và cứng rắn của Thiên Chúa, giàu lòng thương xót nhưng rất công minh. Như thế, khi thương xót anh em, chúng ta không mất mát gì, nhưng được tràn đầy sự giàu có của Thiên Chúa. Vì lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ làm phong phú đời sống thiêng liêng, mà còn cho ta no đủ vật chất nữa. Nếu không tin tôi, bạn cứ nhìn chung quanh, bạn sẽ thấy có người nào thương xót tha nhân và quảng đại chia sẻ với người khác mà túng bấn cùng khổ bao giờ. Thiên Chúa là đấng quyền năng và giàu có vô cùng. Ngài không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của chúng ta khi chúng ta thương xót và rộng lượng với anh em. Tuần Thánh là tuần tột đỉnh của lòng thương xót. Ở đó, Đức Giêsu Thiên Chúa làm người đã chọn thánh giá để cứu chuộc và chứng minh tình yêu vô cùng và đến cùng của Thiên Chúa dành cho con người có tội. Trên thánh giá chiều thứ sáu tuần thánh, chính con Thiên Chúa đã dâng hiến giọt máu cuối cùng, hơi thở cuối cùng, nhịp đập cuối cùng của trái tim khoan dung nhân hậu, cùng với lời nguyện cuối cùng của lòng thương xót cho sự sống và hạnh phúc đời đời của nhân loại. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin tha nơi Ngài. Chiều đôi núi con về chiều thầm tư ngày đã hiện giờ màu đỏ để cứu chúa con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn bay xóa đi bao nơi màu nào để cứu chuộc con.
cha, tuôn cha thầy xóa đi bao nỗi tội tái sinh nơi con.